Hi, xin chào mấy em nha. Chào mấy em đã quay trở lại với kênh Bộ của anh. Thì trong video này cũng tổng hợp nhanh thôi, thì không phải là một cái video gì chắc lắm, nhưng mà cũng có một số chi tiết mà mấy em cần đấy, cho mấy em nào mà cần thiết nha. Thì vẫn như mọi khi, trước khi vào video á, thì mong các em hãy dành chút thời gian để mà ủng hộ anh bằng cách nhấn đăng ký, like video và chia sẻ video nha. Thì cũng xoay quanh qua là những tập anime sắp tới này, rồi review spoiler, với lại là những cốt truyện mà đã cập nhật trong cuối năm tháng 12 này. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì đầu tiên là về tập anime sắp tới. Thì như các bạn đã biết, hôm 18 tây tháng 12 á, mình có đăng một video và review. Nói chung là cái video này á, khoảng tầm chưa tới 30 giây thôi. Kiểu như là mình phải edit lại cái video review đó để mà cắt một vài đoạn âm thanh để mà hạn chế một tình trạng mà bị bản quyền đấy. Tại vì lúc trước mình làm cái kênh về review của anh rất đoạn hay đấy, thì đa số là toàn là bị dính cái bản quyền mà. Kiểu như là mấy bản review khoảng tầm chưa tới 30 giây á, dính một loạt luôn, cho nên là đâm ra là bay luôn mấy cái kênh đó đấy. Đó là lý do mà vì sao mình muốn kiểu như suy nghĩ một cái cảnh mới để mà làm cho sau này nó ổn định hơn, nhưng mà mình cũng không đoán trước được điều gì cả. Đấy, đơn giản là cứ tới đâu tính tới đó thôi, tại vì luật YouTube á, là những cái bản quyền đó, nó quét rất là khó khăn. Đấy, thì giờ trở lại cái video vẫn review mà 012 á, tiêu đề tập đó là về mẫu ranh. Nhưng mà lý giải của cái tập này có thể là con nàng này sẽ làm người mẫu cho một cái anh chàng kia vẽ mà trong cái đoạn review á mà đã có thông báo. Đấy, thì cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng mà mình cứ tưởng đâu á là một cái khía cạnh mới, kiểu như là con nàng này sẽ làm người mẫu hoặc là một cái trang phục mặc cho nó đẹp lên để mà tôn vinh cái nét đẹp của con nàng này lên, vóc dáng nữa, cái cả cái body mà vòng một nó hấp dẫn cỡ nào để mà show ra cho tất cả các fan và chúng ta cùng xem. Nhưng mà thật là hơi tiếc xíu, chỉ là đơn giản là làm người mẫu vẽ thôi cũng hơi khoảng xíu, nhưng mà đối với con nàng ra này luôn có khoảnh khắc đó rất là dễ thương và tình cảm nữa. Và để chờ xem trong cái tập mà cuối cùng này và kết thúc trong tháng 12 luôn, rồi kết thúc năm 2021 đấy, có gì hấp dẫn nào. Thì như các bạn đã ý một điều á, là trong năm 2020 là đã kết thúc tập anime 992 mà mình có đăng một video năm rồi đấy. Thì đến tận mà năm nay, năm 2021 đấy, là kết thúc anime còn 1032. Thì tính ra là một năm như vậy á, thì anime phát tầm cỡ 40 tập, 40 tập. Đấy, cũng gọi là không có nhiều, không nhiều, nhưng mà tính ra là những tập anime đó là toàn là đa số cũng phải là chiếm một nửa là ngoại truyện rồi. Đấy, từng 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 dần 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 là cảm thấy chúng ta bắt đầu hơi hết mặn mòi gì đó về anime Conan. Nhưng mà có cái cạnh hay, cái hấp dẫn là ngoại quốc thôi. Đấy. Thì đây là nhân đầu tiên về tập anime. Còn điểm nhấn thứ hai á, là liên quan về cuốn truyện mà chính chính tiếng Việt mà các fan Conan chờ rất là lâu rồi. Về vấn đề này á, thì mình cũng không nói gì sâu nhiều, tại vì mình cũng đã có đăng một cái video video á, về truyện 99 tiếng Nhật rồi ấy, cũng đã mua trên FBC về shop đó. Thì qua đó mình muốn chia sẻ chút xíu về cái voi mà 99 tiếng Việt mà ở trên FBC trang mà đặt shop trên đó đó, mà về Conan á thì mình có đặt ở trên đó ấy. Thì cũng là một cái combo gồm những cái boss 1, boss 2 ấy tùm lum hết á. Thì qua đó mình đã đặt boss 2 giá thì cũng tầm 290 mấy ngàn đó, thì về ship về đây cũng tầm 300 mấy, thời gian giao thì có thể là trong năm sau, năm 2022 đấy, tháng 1 đấy, không không chừng. Thì tập đó thì phải chờ thôi, nhưng mà nếu mà các bạn các fan á muốn mua sớm một cuốn truyện 99 tiếng Việt mà sớm thôi mà không kèm với combo gì kia thì có thể là ra cái nhà sách gần nhà mình, hoặc là ở đâu đó mà các bạn cảm thấy gần có thể mua, hoặc là trên mạng cũng được đấy. Thì trên mạng bây giờ rất là nhiều điểm mà để đặt được, như là Tiki này, Shopee này, rồi Lazada đấy, rất là nhiều luôn, thì các bạn chọn thôi. Thì đó là một cái cạnh mà chia sẻ rất là thú vị về truyện Conan 99 tiếng Việt này. Thì qua đó cuốn truyện 99 tiếng Việt này mình có đặt một hai cái điểm nhấn, là một cái móc khóa và một cái nam châm. Nhưng mà về hai nhân vật nào thì điều này có lẽ là mình phải giữ bí mật rồi không nói nha. Để khi mà đến khi mình đã có cuốn truyện này rồi á, và những cái combo kèm theo á có gì thú vị mình chỉ chia sẻ với bạn trên nick cao bicep này luôn. Thì bây giờ là quay về cuốn truyện 99 tiếng Việt mà trên trang fanpage của nhà xuất bản Kim Đồng á, thì đã có đã thông báo rồi là cuốn truyện 99 tiếng Việt này sẽ có phát hành đấy, là ngày 14 tháng 1 năm 2022, là năm sau đấy. Thì năm mới rồi thì cũng đương nhiên là cũng có, mà các fan cứ tưởng đâu sẽ chờ trong năm 2021 này đấy,
đã có sớm chứ không phải là chờ đến tận mà gọi là năm 2022 đâu để có cuốn chính chính này, thực sự chờ rất là lâu lấy. Thì riêng bản thân mình cũng không có đòi hỏi gì về cuốn truyện chính chính tiếng Việt ở nhà xuất bản Kim Đồng hết, khi chừng nào có thì mua thôi, cũng không có hấp tấp hay này kia. Nhưng mà đối với lại cuốn truyện chính chính tiếng Việt mà trên trang FDCV shop mình đã đặt thì có rất nhiều thú vị, vì sao giá rất là mắc đơn giản là vì những cuốn combo kèm theo rất thú vị thôi đó, rất là mong chờ các bạn, mình cũng như vậy đấy đó. Đây là thông tin thứ hai về cuốn truyện chính chính tiếng Việt nha. Còn qua 100 thì đương nhiên là trong năm 2022 thôi, có thể là giữa năm hoặc là cuối năm á. Đương nhiên là điều này thì các bạn cũng đã hiểu rồi, mình không nói sâu vào nha. Đây là điểm nhấn thứ hai về voi chính chính tiếng Việt. Và điểm nhấn cuối cùng là về chapter 084, spoiler 3 chapter về anh chàng mà Yamamura với lại là Thanh Ca Takaki đấy, mà bộ ba Nagano ấy có tham gia luôn ấy, Katsuke với Yui. Thực sự là mình lúc trước cũng có up một video về ba nhân vật này ấy thì cũng khá là hấp dẫn, nhưng mà đối với cái cạnh mà Yui muốn quyền á thì sự rất là tiếc luôn. Về điều này thì các bạn cũng đã hiểu rồi ấy. Thì trong cái video mà mình làm về ba nhân vật ở tỉnh Nagano á, thì trong đó có cái cạnh về tình cảm giữa Katsuke với Yui, thì đối với cái cạnh mà video này mình up lên á, rồi thực sự là các bạn cũng rất là mong mỏi rất nhiều đấy, thời điểm mà mình đăng á, và bây giờ thì không còn nữa, thì thực sự điều này rất khó nói về bản quyền YouTube mà không thể nào mà đón trước được cả. Và như bạn đã biết, trên trang Rocketem lẫn là trang fanpage của Ranmori trong chapter 083 thì đã có rồi, và qua đó thì có thông tin về 184 sau đó. Nhưng mà vấn đề là chapter 084 có trễ xíu là bị rách một tuần rồi, nhưng mà tuần này thì trễ xíu thêm một tuần nữa ấy, đâm ra là một tuần nghỉ. Và vì thế mà khi đã có rồi, ngày phát hành là ngày 22 tây tháng 12 năm 2021. Nếu mà tính ra có dịch này kia thì cũng rất là khá là lâu, tại vì spoiler trước này rồi xong tới có rau rồi xong tới dịch ra, nó gồm ba cái cạnh như vậy. Nhưng mà thời gian là do sub tem hết thôi, do sub dịch đấy, nói sub tem là do anime, còn sub dịch là do mình dịch trang thôi, nó khác ở chỗ đó nhiều khi nói lầm nó cũng không tốt đó, đâm ra là cũng khá là lâu đối với cái phần nào mong chờ. Nhưng mà khi mà có spoiler đó, thì sẽ rất là thú vị về chấm 084 này. Thì qua đó trong cái hình ảnh mình coi qua về cái spoiler 084 á thì cũng không có hiểu gì nhiều, tại vì mình không có biết sâu vào. Vì có một cái cảnh mà Conan đã để chúng ta như vậy nè, để như vậy, nhưng mà không biết là cái cảnh đó anh chàng này đã suy nghĩ về gì. Qua đó thì có một vài hình ảnh khác nữa đó liên quan về sự xuất hiện của Takaki Yamamura, mà khung ảnh riêng thôi mà hai anh chàng này nói chuyện với nhau. Qua đó thì Conan đã có đứng gần sát đó để nghe, có thể là nói về cái cạnh Scott cũng như là trong chấp một tờ 083 như vậy đấy. Thì có thể là những thông tin về anh chàng Scott này đã chết á, rất nhiều một điều mà chúng ta chưa biết có thể là lộ ra ngoài thêm nữa, và rất điều hấp dẫn phải không nào. Nói chung là ba chapter về anh chàng Takaki và Yamamura mà nói chuyện với nhau, cái khía cạnh mà lúc mà trong chapter 083 có nói là giữa Yamamura và Hiro lúc nhỏ mà đi chơi bắt bọ, mà lúc đó thì cái biệt danh gọi cũng rất là thú vị. Hiro thì gọi là Hiro-chan đấy, còn Yamamura thì gọi là Mid-chan đấy, rất là dễ thương và ngầu luôn. Và chúng ta sẽ chờ xem là trong chapter 084 này khi ra rồi là sẽ như thế nào đấy. Và tiếp theo nữa 1085 về sau có gì hấp dẫn không, tại vì đối với mình nghĩ thì có rất nhiều điều liên quan đến movie 25 cũng không chừng. Vì thế mà những nhân vật mà liên quan trong movie 25 cũng có thể là trong chapter sau này tác giả sẽ vẽ thêm. Vì những nhân vật mà trong tổ đội cảnh sát 5 người đấy, mà trong tập anime 2029 mà Will Factory, và có thể là trong chapter 085 trở đây có sự xuất hiện của Fruya nữa. Quá là điều rất là mong chờ phải không các bạn. Cũng mong tác giả khỏe và làm tất cả mọi thứ cho nó tốt hơn nữa, để mà các fan như chúng ta đều hóng chờ những chapter sau này. Và đây là nhân thứ 3 về chapter 084, một spoiler nha. Thì qua đó có một cái cảnh mình nói thêm về bản thân mình và cả movie 25 nữa. Thì mình lúc trước có đăng một trailer bản 30 giây về movie 25 rồi, thì các bạn cũng đã hiểu là còn một đoạn trailer nữa mà 1 phút 30 giây mà chúng ta đang chờ đợi, và sẽ có thể là phát hành có thể cuối năm 12 này có không dừng, hoặc là đầu năm sau tháng 1 đấy là sẽ có trailer thêm 1 phút 30 giây nữa để mà chúng ta biết thêm toàn diện về cái cảnh của movie 25. Và trong đoạn trailer 30 giây thì mình xem cũng khá là ấn tượng về anh chàng Fruya. Và thêm một cái cảnh nữa là về Mori đã cứu Hamura trên cái khoảnh khắc mà cực nguy hiểm sắp xảy ra gì đó mà chúng ta chưa biết được.
Và vì thế mà chúng ta cũng mong chờ bản trailer 1 phút 30 giây này ra mắt. Và còn một điều nữa về bản thân mình, đó là sau này mình sẽ thêm một cái cảnh khác mình làm bên Nick Kavisep kiếm tiền đấy. Kiểu như là mình reaction mấy cái video mình làm rất đồng hay Conan đấy, mình đã làm rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cảnh mà bình luận như đó, những cái video đó cho nó hay hơn, kiểu như là lách bản quyền tí xíu để mà làm cho nó nhanh hơn, kiểu như vậy. Tại vì bây giờ các bạn cũng đã biết á, bên Nick Kavisep mình không có video gì nhiều cả. Đấy, và cũng khá là lâu rồi mình mới up một video, đấy, tầm cỡ 3-4 tuần, 1 tháng ấy mới up được một video. Tại vì sức khỏe mình không có khăm nổi nhiều đấy, cho nên là không thể nào mà up rất là nhiều video trong một ngày hoặc là một tuần để mà chia sẻ với các bạn được. Và cũng có một mình làm thôi, cho nên là không thể khăm nổi hết được. Điều này cũng rất là khó khăn. Đấy, cho nên là mình đang cố gắng mà chuyển sang một chủ đề khác cho nó thú vị hơn nữa. Và cũng mong các bạn hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé, để mình có thể thêm một chút cố gắng hơn nữa để mà làm video chia sẻ với các bạn. Và trên đây là ba điểm nhấn thú vị mà muốn chia sẻ với các bạn, lẫn chuyện mà ngoài lời một video đậm nữa chuẩn bị ra mắt 1 phút 30 giây để trả lời đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video của mình nha.